Kính chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ Sáu, 18 tháng 5 năm 2012. Chương trình phát hình của bản tin qua tình đồn gồm có phần tin đáng chú ý, bản tin sinh hoạt cộng đồng do Lý Kim Hà và Đậu Thanh Vân thực hiện, tiết mục Chính trường Hoa Kỳ với bình luận gia Đại Dương và Nguyễn Dương Hà, và sau cùng là bản tin đặc biệt trong ngày với Nguyễn Văn Khanh và Vạn Lý. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Bưu điện bắt đầu đóng cửa các cơ sở vào mùa hè này. Ông Obama công bố một chương mới cho Hoa Kỳ và Miễn Điện một đảng viên công hòa hàng đầu tăng áp lực cho việc soạn thảo lại luật thuế. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin, viên chức Hoa Kỳ nỗ lực để xin lỗi Pakistan vì những cái chết của binh sĩ hồi tháng 11. Gần 6 tháng sau khi lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo hạ sát nhầm khoảng 20 binh sĩ Pakistan tại biên giới Afu Hãng, các viên chức cao cấp nhất trong chính phủ Obama bị kẹt trong một cuộc bàn cãi sôi nổi về điều có thể là một bước xúc tiến nhỏ, đó là xin lỗi về sự mất mát này. Hoa Kỳ đã bày tỏ về sự hối tiếc cho những cái chết hồi tháng 11. Nhưng việc liệu rằng Hoa Kỳ có nên chính thức xin lỗi hay không, với nguy cơ có vẻ yếu thế đối với Pakistan hay cử tri Mỹ, đã được bàn cãi trong hàng chục cuộc hội thoại video, trong gần 20 phiên họp cao cấp tại Tòa Bạch Ốc và trong hàng trăm bức thư điện tử riêng. Chính phủ đã tiến tới gần việc lên tiếng xin lỗi đôi lần. Sứ mạng đưa ra lời xin lỗi bởi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã bị ngưng lại nửa chừng. Trong khi đó, Pakistan tiếp tục phong tỏa đường tiếp liệu quan trọng cho lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan Hãng, với sự đình hoãn khiến đưa ra một cái giá đắt mà các viên chức Mỹ cho là chỉ tăng lên mà thôi. Trong tuần này, Islamabad cho biết họ sẽ mở lại đường tiếp liệu để đổi lại tới việc gia tăng gấp 30 lần lệ phí đi thông qua. Hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đã chuyển 35.000 thùng tiếp liệu xuyên qua Pakistan và phải trả gần 200 Mỹ Kim cho một thùng. Các thượng nghị sĩ dân chủ đưa ra dự luật trừng phạt đồng sáng lập viên Facebook. Đồng sáng lập viên Eduardo Severin của Facebook vừa mới từ bỏ quốc tịch Mỹ chỉ trước việc bán cổ phần quy mô ban đầu cho công chúng của Facebook. Nhưng nếu thượng nghị sĩ dân chủ Chuck Schumer có điều gì phải làm với việc đó, thì vị thượng nghị sĩ này tuyên bố hôm nay rằng hệ thống xã hội của ông Severin sắp sửa trở nên nhỏ hơn rất nhiều nhà đầu tư 30 tuổi mà cổ phần trong Facebook được kỳ vọng đạt tới giá trị khoảng 3 tỷ Mỹ Kim sau khi hệ thống xã hội này bán cổ phần cho công chúng vào hôm thứ Sáu, hiện đang cư ngụ tại Tân Gia Ba. Nước này không có lợi thế đánh trên tiền thu nhập vốn, cho nên việc di chuyển của ông Severin có thể tiết kiệm cho ông ta khoảng từ 67 triệu Mỹ Kim cho tới 100 triệu Mỹ Kim tiền thuế Hoa Kỳ. Cho rằng ông Severin đi di chuyển để tránh đóng thuế, ông Sommer và Thượng nghị sĩ Dân chủ Bob Casey hôm qua đã công bố một dự luật để ngăn chặn điều mà họ gọi là một khuynh hướng đáng khinh. Theo giờ luật của họ, bất cứ người Mỹ nào từ bỏ quốc tịch vì mục đích trốn thuế sẽ bị trừng phạt theo hai cách. Họ sẽ bị cấm không cho vào nước Mỹ và các cuộc đầu tư tương lai của họ tại Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế theo thuế suất 30%. Trong khi đó, ông Severin, vốn sinh ra tại Ba Tây, tuyên bố với tờ New York Times rằng việc ông di chuyển không liên quan gì tới vấn đề đóng thuế. Đường nghị sĩ Schumer nói rằng thật là đáng phẫn nộ khi ông Severin từ bỏ một đất nước đã giữ cho ông ta được an toàn, giáo dục ông ta và giúp ông ta trở thành một nhà tỷ phú. Theo dự luật của ông Schumer và ông Casey, nếu một người Mỹ có tài sản 2 triệu Mỹ Kim hay nợ thuế 148.000 Mỹ Kim mà từ bỏ quốc tịch, cơ quan IRS sẽ xem người này là di chuyển để tránh đóng thuế. Nếu người cựu công dân Mỹ muốn trở lại Hoa Kỳ, ông Schumer cho biết người này có thể phải đóng tất cả thuế mà người đó thiếu để được trở lại. Bản tuyên bố của ông Severin được công bố sau đó cho biết quyết định ra khỏi nước của ông chỉ dựa vào sự thích thú của riêng mình để được làm việc và sinh sống tại Tân Gia ba, là nơi mà ông đã từng ở kể từ năm 2009. Ông Severin cho biết tiếp rằng ông có bổn phận và sẽ đóng hàng trăm triệu Mỹ Kim tiền thuế cho chính phủ Hoa Kỳ. Bưu điện bắt đầu đóng cửa các cơ sở vào mùa hè này. Cơ quan bưu điện Hoa Kỳ gần phá sản đang xúc tiến các kế hoạch đóng cửa hàng chục trung tâm sắp xếp thư từ và nói rằng họ có thể không còn chờ đợi lâu hơn nữa khi quốc hội vẫn bị bế tắc về cách giúp đỡ họ. Tại một cuộc tường trình báo chí, Tổng giám đốc Patrick Donahoe của cơ quan này cho biết hệ thống sắp xếp thư tư đã trở thành quá lớn, trong khi số lượng thư từ lại giảm và nợ nần lại chồng chất. Cơ quan này sẽ xác nhập gần 250 cơ sở như đã hoạch định lúc ban đầu, bao gồm 48 cơ sở vào mùa hè năm nay, nhưng sẽ kéo dài ra số còn lại cho khoảng thời gian lâu hơn trong năm 2013 và năm 2014. Hồi đầu tháng này, gần phân nửa thượng viện đã viết thư cho ông Donahoe yêu cầu ông tạm ngưng đóng cửa các cơ sở bưu điện cho tới khi quốc hội có thể thông qua dự luật sau cùng về cải tổ bưu điện. Thượng viện đã thông qua một dự luật hồi tháng rồi để ngưng nhiều dự định đóng cửa, nhưng Hạ viện lại bị bế tắc về một dự luật cho phép cắt giảm thêm nhiều. Dựa theo kế hoạch đã sửa đổi, có tới 140 trung tâm sắp xếp thứ tư sẽ bị sát nhập lại vào tháng 2 năm tới, có khoảng 48 trung tâm vào tháng 8 và khoảng 90 trung tâm vào tháng Giêng và tháng 2 năm tới với việc đóng cửa được tạm hoãn lại trong mùa bầu cử và mùa lễ bận rộn. Một đợt đóng cửa 89 cơ sở nữa sẽ diễn ra vào năm 2014. Việc sát nhập được kỳ vọng sẽ giảm bớt nhân viên bưu điện vào khoảng 13.000 người và tiết kiệm cho cơ quan này độ 1 tỷ 2 Mỹ Kim hàng năm, một khi việc ấy được thi hành hoàn toàn. Theo kế hoạch mới, có khoảng 80% các khu vực hiện đang hưởng dịch vụ phát thư qua đêm sẽ được tiếp tục cho tới cuối năm tới. Sau đó, cơ quan bưu điện sẽ tiến hành thêm những bước xúc tiến có thể làm chậm lại dịch vụ phát thư First Class và giảm bớt phát thư qua đêm nhiều hơn nữa. Ông Obama công bố một chương mới cho Hoa Kỳ và Miến Điện. Tổng thống Barack Obama công bố một chương mới trong quan hệ của Hoa Kỳ với Miến Điện, một quốc gia bị cô lập trước đây. Ông Obama nói rằng Hoa Kỳ tưởng thưởng tiến trình dân chủ tại Miến Điện bằng loan báo bổ nhiệm một vị đại sứ Mỹ đầu tiên sau 22 năm và sự giảm bớt những hạn chế đầu tư Lời bình luận của ông Obama về những xúc tiến đó được ghi lại trong một bản tuyên bố do tòa Bạch ốc đưa ra. Ông Obama cho biết việc mở ra sự căng dự kinh tế nhiều hơn sẽ giúp yểm trợ cho những nhà cải cách và đẩy mạnh sự phát triển. Nhưng ông Obama nói rằng Hoa Kỳ vẫn còn quan tâm về hệ thống chính trị khép kín và vấn đề nhân quyền tại miền Điện. Hoa Kỳ vẫn duy trì biện pháp chế tài đối với các cá nhân bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Một đảng viên công hòa hàng đầu tăng áp lực cho việc soạn thảo lại luật thuế một nhà lập pháp Cộng hòa cao cấp đã gia tăng áp lực để hành động vào năm tới cho việc soạn thảo lại luật thuế Hoa Kỳ, mà cả hai đảng chính trị quan trọng đồng ý là đã trở thành quá phức tạp và không hữu hiệu. Chủ tịch của Ủy ban soạn thảo luật thuế tại Hạ viện nói rằng phe Cộng hòa mong muốn có một cuộc biểu quyết trong năm nay về một kế hoạch cải tổ hệ thống thuế trong năm 2013. Dân biểu Dave Kemp, chủ tịch Ủy ban được gọi là Ways and Means, tức là Ủy ban chuyên soạn thảo luật thuế, cho biết sau nhiều tuần lễ hội họp, Ông thấy có sự ủng hộ mạnh mẽ của phe Cộng hòa cho việc dùng sự mãn hạn vào lúc cuối năm của thế xuất cá nhân như là một lợi thế để buộc phải hành động trong năm 2013 cho việc cải tổ thuế bao quát. Ông Kemp nói rằng quỹ ban của ông có thể soạn thảo ra bản đề nghị vào tháng 8. Có một ít hành động được dự đoán sẽ diễn ra trước các cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 đối với hàng loạt quyết định quan trọng của Quốc hội về tài chánh, bao gồm cả việc xét xem có nên triển hạn thuế xuất thấp được ban hành dưới thời Tổng thống George W. Bush và được gia hạn bởi Tổng thống Barack Obama hay không. Ông Obama và hầu hết các đảng viên Dân Chủ đều mong muốn để cho thuế suất thấp của những người Mỹ giàu có nhất bị mãn hạn và tăng thuế suất trên thu nhập đầu tư của những người có lợi tức cao. Trong khi đó, phe Cộng hòa lại muốn triển hạn thuế suất thấp cho tất cả mọi người. Một vị cố vấn của ông Kemp nói rằng kế hoạch của phe Cộng hòa để cắt giảm thuế suất cao nhất dành cho các công ty từ 35% xuống còn 25% sẽ đòi hỏi những chọn lựa đau thương.